Thì thực ra là mọi người nhớ là ba cái bệnh mà bây giờ phổ biến nhất, đó là cột sống cổ, cột sống lưng và đầu gối. Thật ra nó chùm lạnh cũng là chính là cái đá đó. Yeah. À, nhưng mà thay vì á là mình mua cái đá để chùm nóng á, yeah, thì mình để riêng, còn đá chùm lạnh thì mình bỏ trong cái ngăn lạnh á, yeah, để mà mình làm riêng. Để lý do là nếu như mà mình làm thằng này nóng rồi, rồi mình cũng lấy nó rồi mình bỏ vô lạnh, rồi bỏ vô lạnh rồi đưa vô nóng thì cái tuổi thọ nó không được bền. Thành ra mình để riêng cái đá đó. Riêng biệt quan bên á. À, làm biệt rồi mình làm mấy cục riêng để bỏ lên ngăn đá. Bỏ lên ngăn đá. Cái đó mình chồng về bệnh gì này? Thường là những cái trường hợp mà sưng nóng đỏ đau á, thì mình dùng cái đó. Nhức đầu lượng này. Không, thường cái động mạch cảnh xong thì đầu hết nhức là đâu cần cái chuyện mà. Thầy thấy nó đau mà những đầu. Thầy cho em hỏi là cái cục đá mà trường với lòng bàn chân là để giữa lòng bàn chân hay không, hay là di chuyển khắp cái lòng bàn chân? Không, mà để lòng bàn chân thôi, để giữa lòng bàn chân. Chỉ để giữa thôi ạ. Rồi, ở Trà Vinh bệnh sao? Bị nhức lên đầu, xuống vai rồi, bị bao lâu rồi? Bị mấy năm giờ nhất cái uống thuốc cái bây giờ nghe ngang cao tử gì quanh hết trơn. Ngồi không chịu hết nổi luôn. Ngồi đây gì chịu nổi hả? Nhất á, nguyên cả ngày giờ nằm không mà đi không nổi. Nó nhức quá trời. Đi cho mượn vô nâng gỗ lên cái lên. Dạ, lên đi chị. Bước lên đi chút xíu. Ở nhà làm gì? Trồng dừa hả? Lưng. Cái này lúc trước bác sĩ kêu mua cái đồ nâng nâng lên mà con không có. Đó, không mua, đúng không? Đó, em muốn mua cái này nè. Nó đau ở đây nó lên cái đầu, nó làm sụi hai cái tay. Cái bộ đá với khăn ra nâng ở ngoài của ai à? Chắc có phải một tiếng không? Chị có cái khăn nương của chị có về đó không vậy? Tôi bỏ tôi. Không có đi lại hỏi coi cái. Đi tên mà nó bay hết rồi. Chứ con họ không bị đau cái cơ này. Nó ở xong. Ở nhà con có lên mạng con họ không chịu có xong mà nó đi được rồi. Chút xíu rồi biết. Mua cái gì về chứ mua lai giống như cái này. Thì vì cái đai này mục đích đó, là nó nâng cột sống cổ vô lên, vậy thì nó nâng lên vậy. Được chưa? Rồi. Bây giờ là chị để ý nha. Nếu như mà để cái này vô á, mà chị thấy dễ chịu thì ok. Nhưng mà chị nghe hơi buồn nôn cái chị nói để xả bớt nha. Bây giờ sao rồi? Không buồn nôn. Không buồn nôn thì ta ngồi thôi. Ở về chỗ cũ. Yeah. Ở đây có một cái cho nên bà đợi chuyện nào xong rồi mới được cho bà nâng lên. Còn về chút xíu đi hướng dẫn cho. Thì thực ra là mọi người nhớ là ba cái bệnh mà bây giờ phổ biến nhất, đó là cột sống cổ, cột sống lưng và đầu gối. Và người nào mà bị một trong ba cái đó là biết mình sắp già rồi. Em bị hết ba cái. Rồi, người ta thấy già vậy đó. Nhiều tuổi rồi? 53. 53 tuổi rồi. Rồi thấy, nhìn thấy được 70 rồi. Chỉ là em đi xét nghiệm thì ông nói là dương tính lận thôi. Ừ. Giờ nó đau hết, nó cạp vào chân, vào tay, vào mũi. Rồi bà, xong nếu quần bà lên cho em. Rồi bà ở đâu vậy? Ở Gia Lai. Ở Gia Lai. Đấy, Hà Nội. À. Tức là một cái trường hợp này rất là trường hợp này rất là điển hình, nhìn cái tướng gì này coi, má thì bầu ra ha, bụng thì to ha, chân thì teo, nó gọi là hội chứng Cushing.
tức là hội chứng của những người mà đau đa khớp dạng thấp á, mà dùng quá nhiều corticoid. Chị cũng là nạn nhân của corticoid đó, nên nó có bán thuốc tệ gì mua uống không? Không, thấy mặt nó nặng lại thôi. Biết em giấu nghề chi vậy đó. Bây giờ hiện nay cái tai hại nhất của mình hiện nay á, là ở ngoài thị trường á, trôi nổi thì họ hay làm cái thuốc tể. Thí dụ như miền Tây là có cái thuốc tể gọi là gì, thuốc tể của Thất Sơn gì đó, núi Thất Sơn gì đó, thì họ lấy cái danh nghĩa đó, thiệt ra không có gì đó, đó chỉ là côn nguội với mía đường nấu kẹo lại rồi họ bỏ cọt tiên của ít ở trong đó, mình uống vô mình thấy hay quá trời, nhai vô viên ngọt ngọt ngọt, mà có gì đâu mật với côn nguội mà sao không ăn lại ngon ngon thôi chứ, nhai nhót nhém vậy đó, thấy khỏe quá vậy? Rồi hết dứt liền, nhưng mà uống một thời gian xong nó phá tan ăn hết, mặt sưng bụng to chân teo, thấy không? Đó, đi là cơ chân đó, vẫn đi bộ đi một chút thì được, đi lâu rồi. Rồi ở tỉnh làm gì? Buôn bán. Khổ quá. Khổ quá bây giờ không đi được. Đi làm không được. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.